pH True Tea thanh mát sảng khoái, hoàn toàn từ thiên nhiên. Trong giấc mơ đến khi nào vơi, biết không buồn
xin được cảm ơn Lady May. Wow, em nghĩ đây sẽ là một bản hit mới nữa rồi. Đi xin sướng quá luôn á. Sao vậy ạ? Ganh tị ghê, tụi em phải đi kiếm nhạc sĩ xong rồi phải đi kiếm tiền mua bài hát. Còn này là được chương trình lo cho bài hát mà chắc chắn hit luôn rồi đó. Tôi biết cái chương trình này nó mang lại nhiều điều như thế. Tôi định sang năm tôi ẩn giật, tôi đi thi thì cô bảo là tôi dập tắt đi ý định của tôi rồi. Chị là không được rồi. Thứ nhất là chị vừa đủ khả năng mua cả 100 bài. Mua cả 100 bài. Thứ hai là chị bước ra là mình lòi lên. Thực ra lúc đấy khi mà Lady May hát ấy, thì Trấn Thành có đi qua đây nói với Quyên với Tiên. Đây là một bài hát mới nhưng mà rất là dễ nghe và dễ nhớ giai điệu. Đấy là điều rất là thuận lợi để tiếp cận công chúng. Và Quyên miêu tả đấy là một bản ballad chuẩn Sài Gòn. Ballad Sài Gòn là gì? Melody nó rất là hay, thuận tai, do dễ nghe. Và dễ nghe thì dễ hit, vậy thôi. Cảm ơn chị Lê Quyên ạ. Hôm nay tôi mới biết về định nghĩa của ballad Sài Gòn. Ballad Sài Gòn em mới biết luôn. Nhưng mà tôi cũng một phần nào đó đồng ý với lại ca sĩ Lê Quyên, tại vì đó là cái văn hóa vùng miền thôi. Ví dụ như ở Hà Nội thì người ta nghe nhạc, người ta sẽ chuộng nghe những cái bài hát nó phức tạp hơn một chút, hay là cái câu chữ nó sẽ hơi thiên về những cái chủ đề lạ, ca từ nó cũng phải trau chuốt một chút. Còn ballad ở người miền Nam thì Thành thấy là họ thích nghe những cái gì đó nó đơn giản hơn một chút và dễ nghe, dễ thuộc để có thể hát lại theo. Bài này cũng sẽ là một bài mà nhiều người sẽ rất là thích bấm karaoke đây. U chị xin được tâm sự một chút. Ngày hôm nay dù sao cũng là bé May may mắn được vào để chung kết chung với tất cả các chị tìm bối mascot khác. Đó là một điều rất hạnh phúc. Và Lady May chỉ muốn gửi những gì đơn giản như anh Thành nói, và muốn tâm sự thật lòng mình và chân thành nhất trong bài hát này để gửi đến tất cả mọi người thôi ạ. Wow. Cái câu chuyện trong bài hát này có giống câu chuyện thật của Lady May trải qua không? Chắc có. Wow. Có nhiều lần bật khóc trong đêm hả? Người ta là con gái, ai mà không yếu đuối. Nhưng mà khóc mấy lần rồi? Em không đếm được đâu anh ơi. Nhưng mà sau đó thì sẽ rất là mạnh mẽ. Em nghĩ là chị Quyên hiểu ý em phải không ạ? Ok. Lúc nào cũng phải mạnh mẽ và xinh đẹp như chị Quyên đây. Như chị Quyên đây. No. Phúc ơi. Khóc không? Phúc ơi. Khóc không? Phúc chưa khóc trong đêm đâu nha. Chưa khóc đâu. Em nghĩ là có. Chưa có người yêu mà. Chưa có người yêu mà. Không, thực ra là em đã từng khóc trong đêm mà em còn gào lên không? Dữ vậy? Vậy là gào lên trong đêm. Nên thực ra em cũng đã từng trải qua cái cảm giác này rồi. Nghe. Thật đấy. Cái rừng đấy. Em muốn chia sẻ một chút xíu. Khi mà nghe cái phần trình diễn của May ngày hôm nay thì em mới thấy rằng là lần nào May làm cũng rất là tuyệt vời. Mà em biết rằng là hôm nay chương trình của chúng ta là toàn bộ là ca khúc mới. Mà chắc chắn là khi mà chúng ta thể hiện một cái ca khúc mới thì nó sẽ có rất là nhiều những cái sự khó khăn. Em lấy ngay cái cảm giác của mình khi mà mình lần đầu tiên biểu diễn cái bài hát mới. Có lúc mà mình còn quên lời. Và trong khi đó là mình hát trong cái điều kiện rất là bình thường. Thì với cái phần thể hiện của May ngày hôm nay thì em thấy rất là trọn vẹn. Và có một cái nữa là mỗi lần khi mà nghe những cái phần trình diễn của May ấy, mà em thấy rằng là ngay cả bản thân em hay tất cả các nghệ sĩ trẻ xung quanh thôi, thì chúng ta cũng sẽ có thể gọi là học hỏi từ May ở một cái điều rằng là bạn ấy luôn luôn đặt những cái tư duy và những cái chất sáng của bạn ấy vào một cái ca khúc. Bạn ấy luôn biến đổi ở cái phần hát sau, bao giờ nó cũng sẽ khác hơn cái phần hát trước để khán giả tò mò và không biết là bạn sẽ làm gì với những cái phần tiếp theo. Đấy là một sự rất là thông minh khi xử lý bài hát. Đúng rồi. Tại vì em đã từng nghe một cái ca khúc và em thấy là từ đầu đến cuối họ chỉ hát lần một giống lần hai, và thậm chí đoạn cuối cũng như vậy. Thì em mới tự hỏi là cái đoạn này đáng lẽ sao không nên làm như này đi. Có nghĩa là thâu làm gì ba lần. Để một lần cứ copy luôn là xong. Đó là cái em đang muốn nói. Em nghĩ rằng là cái tinh thần mà May đến với The Masked Singer Việt Nam và tất cả các nghệ sĩ trẻ khi mà xem cái chương trình này, hay là tất cả những cái bạn trẻ mà có những cái nung nấu muốn trở thành ca sĩ tham gia vào nghệ thuật, thì chúng ta cần học hỏi. Cảm ơn Phúc. Và đó cũng nghĩ là một cái dụng ý của chương trình The Masked Singer trong đêm chung kết ngày hôm nay. Và để đảm bảo tính công bằng cho trò chơi là cả bốn nghệ sĩ chúng tôi cũng phải chinh phục khán giả trực tiếp bằng những ca khúc hoàn toàn mới như thế này. Cả khách mời còn phải hát bài mới cơ mà. Làm gì có chuyện được ưu tiên ở đây. Cho nên ngày hôm nay Thành sẽ nói về tiêu chí của Trấn Thành khi mà bấm cái vote
bình chọn của mình. Như Bắp nói, chương trình ngày hôm nay rất là công bằng. Chúng ta sẽ không nói về người ta hát tốt hay không nữa. Đúng rồi, nói về cảm xúc. Mình chỉ nói về cái tư duy âm nhạc, có nghĩa là cái cách cái người ca sĩ đó xử lý một cái tác phẩm mới nó như thế nào, nó có chạm cảm xúc hay không, hoặc là cái cách xử lý có thông minh hay không. Mình cũng chưa biết như thế nào ở cái cục diện chung, tại vì May là tiết mục đầu tiên. Chỉ có một điều mà Thành luôn muốn khen May ở chỗ là May là một cái người mang cái tư duy rất là tự do. Cho nên á, cái cách May hát á, nó vẫn còn mang cái mùi của cái người đang rất là muốn cống hiến, rất là muốn dấn thân. May không có quá trau chuốt theo cái kiểu là phải như thế, là như thế. Hát theo cái kiểu rất là phóng khoáng và tự do. Đó là một cái tinh thần rất tốt mà chỉ có những cái người trẻ họ mới có. Nhiều khi mình lớn á, mình trải qua quá nhiều, mình muốn ngây thơ cũng không ngây thơ được. Cái điều đó là một cái điều rất là thú vị trong âm nhạc, mà trong nhiều năm sau May sẽ càng thấy là ồ, mỗi một năm mình có một cái cách hát khác. Nhưng mà ở cái tuổi này nè, tự nhiên May sẽ cảm thấy là wow, mình nhớ cái cảm giác của ngày xưa quá. Tại vì không bao giờ có được cái loại năng lượng mà nó có thể phát ra một cách ồ ạt mãnh liệt như vậy đâu. Mỗi người sẽ có một cái thời trẻ của mình để làm cái điều đó. Cái thứ hai nữa là May là một người có cái vòng run note rất là tốt. Có nhiều người run được, nhưng mà run để mà nó hợp lý và tốt như May thì cũng không phải quá nhiều. Mà nghe nó không có bị khiên cưỡng, gượng ép. Đúng. Có nhiều người rất là thích run, nhưng mà một là bị thiếu nốt, hai là nó không hợp lý. Yeah. Em đã từng thấy những cái người mà có những cái vòng run hay, nhưng họ chỉ áp dụng được khi mà họ hát những ca khúc nước ngoài. Đồng ý. Và khi hát tiếng Việt như là trở thành một con người khác. Và cái hay của May rằng là bạn ấy có thể áp dụng được những cái đó của bạn ấy vào những ca khúc tiếng Việt nữa. Đó là cái mà em thấy là những nghệ sĩ trẻ nhưng mà em cũng học hỏi rất là nhiều từ May. Wow, cảm ơn cô Vấn ạ. Cảm ơn Thành, cảm ơn anh Đức Phúc, chị Lệ Quyên ngày hôm nay. Và thưa quý vị, như là Huy đã chia sẻ lúc nãy, tất cả chúng ta ngày hôm nay đều có những món quà. Khán giả thì có những bài hát hit mới, những nghệ sĩ cũng sẽ những cái khúc mới, nhưng mà hội đồng cố vấn thì chưa có. Cảm ơn Bắp. Quà này quà tinh thần. À, tinh thần, ok ok. Ngay bây giờ sẽ là món quà đầu tiên mà em sẽ thay mặt cho The Masked Singer Việt Nam gửi đến cố vấn khách mời chị Lệ Quyên. Sao mới mời tới mà có quà trước vậy trời? Thôi mà, người ta là khách mà, chủ nhà phải hào khách chứ. Lần sau mời người ta còn tới. Mấy tuần rồi không cho cái gì. Người ta bỏ hết tour, người ta tham dự tiếp. Rồi 10.000 ok. Anh ơi, vé máy bay 10.000 đô. Khách tới nhà không bài hit cũng phải có một cái gì đó. Đấy. Đây, xin mời bị đổi lên Khun Ngầu hãy thay cho chương trình The Masked Singer gửi món quà này đến chị Lệ Quyên. Nếu có thể thì là một món quà mà càng nhiều số không càng tốt. Bạn có hiến thực tế vậy? Wow. Wow. Cái gì vậy chị? Cái gì vậy? Đây là một cái thiệp mời cho một chương trình mà tất cả mọi người đang rất là trông đợi. À. Là gì ta? Mọi người nói thật to con nghe cái nào. The Masked Singer Live Concert. Yeah, The Masked Singer Live Concert. Cảm ơn The Masked Singer đã cho Quyên cái sự ưu đãi và trân trọng này. Quyên chắc chắn sẽ cố gắng sắp xếp thời gian tham gia. Và Quyên nghĩ rằng đây sẽ là một cái chương trình kỷ niệm đầu tiên chắc là với The Masked Singer. Và sau đó là để khán giả được chiêm ngưỡng một cái đêm nhạc tuyệt vời. Trong đó sẽ có Quyên hen. Vâng ạ, cảm ơn chị Lê Quyên. Và tấm vé mà chị Lê Quyên cầm trên tay là tấm vé đầu tiên. Đầu tiên của đêm nhạc đặc biệt này ạ. Sao vậy anh Thành? Anh tị quá à. Ờ đúng rồi. Thôi để tôi đi mua vé, tôi vô đầm sen tôi coi đạp dịch. Nhưng từ từ, hội đồng cố vấn thâm niên của tụi em cũng có quà. Cũng có quà. À. Tôi nói vậy thôi chứ tôi biết tôi có mà. Không được hơn quà của tôi đâu nha. Đây là món quà dành tặng cho hội đồng cố vấn từ Lady May. Oh. Ô thiệt hả? Mạnh vậy, mạnh vậy. Đời chứ. Dạ, trước khi nói về món quà này, cho phép Lady May xin được tâm sự nhỏ một chút. Ngày hôm nay, Lady May được đứng đây trên sân khấu của chung kết The Masked Singer là một điều rất là may mắn. Em có thể em sẽ cảm ơn thiếu sót một chút xíu. Em xin gửi lời xin lỗi trước. Nhưng mà xin gửi lời cảm ơn đến toàn bộ ekip của The Masked Singer. Xin được cảm ơn ban nhạc,
và cũng như là tất cả quý vị khán giả. Cảm ơn anh Huy, cảm ơn anh Thành, cảm ơn chị Tiên, anh Đức Phúc, chị Lệ Quyên ngày hôm nay và những người cố vấn trước nữa đã cho em những lời khuyên và ủng hộ cho Lady May có thể đứng trên sân khấu và thăng hoa hơn mỗi tập tiếp theo. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và cái món quà ngày hôm nay em xin gửi đến anh Thành. Dạ, bởi vì những lời góp ý chân thành từ anh đã làm cho em có những cái động lực. Anh hiểu những bài hát của em làm cho em rất là cảm động, hiểu những gì mà em làm. Và khi mà em về em suy nghĩ là em cảm thấy em phải cố gắng hơn nữa mỗi ngày. Và em có xem những cái video mà anh Thành ở trong hậu trường làm việc rất là nhiều và có những cái giấc ngủ ngắn. Nên là em muốn dành tặng cái món quà này, muốn cho anh Thành có thể có những cái giấc ngủ ngon hơn và relax hơn và giữ sức khỏe. I love you. Em cảm ơn tất cả mọi người. Dạ, đây là một cái máy để đặt lên trên mắt. Khi mà mình ngủ mình sẽ cảm thấy thật là thư giãn và ngon hơn, có nhạc nữa đó anh Thành. Cảm ơn Lady May rất là nhiều. Đây là một món quà không những là ý nghĩa về mặt tinh thần mà nó còn thật sự là useful cho Thành hàng ngày luôn. Chắc là bạn này cũng quan sát kỹ lắm mới thấy. Đúng là ngủ rất là ít tại vì làm việc rất là stress, phải nghỉ nhiều. Tại vì quý vị biết là khi mà Thành tham gia bất cứ một chương trình nào để nói được cho quý vị nghe nhiều thông tin như vậy là em phải ngồi em load thông tin liên tục trong cái não này. Ngồi thì tưởng là không làm gì trong mà về nó mệt lắm. Tại vì mình nghĩ quá nhiều thứ trong cùng một lúc. Cho nên là cảm ơn May rất là nhiều và anh chúc cho May sẽ luôn luôn bình tĩnh trong bất cứ điều gì đã xảy ra trong đời của May. Bình tĩnh là tính từ mà anh muốn May có nhất. Bởi vì khi em sở hữu cái tính từ đó với những gì hiện tại đang có, em sẽ là một phiên bản tuyệt vời. Cảm ơn anh Thành, cảm ơn tất cả mọi người. Xin mời anh Thành quà. Thank you. Mình trải nghiệm thử luôn ạ. Rồi. Wow. Dễ thương. Có nhạc hay lắm á anh. Cảm ơn em, dễ thương quá.